người khá là quan tâm, đó là việc là những Tết trước đây thì Jolie cũng có thể xuất hiện cùng với lại những người bạn thân của mình. Còn đến Tết năm nay thì gần như là nó có một vài những cái ồn ào không hay ấy. Thì bạn có lo lắng là mình có thể sẽ có một cái Tết nó bớt vui hơn, nó bớt ý nghĩa hơn những năm trước? Jolie thì không nghĩ vậy, tại vì năm nào Jolie cũng về thăm gia đình và bố mẹ cũng hay về đây thăm họ hàng ở đây. Thì năm nay Jolie đã lên plan là đưa mẹ đi du lịch ở New Zealand và ra ngoài Hà Nội ăn Tết cùng với họ hàng trước khi về Úc. Còn mình đi về Úc xong sẽ đi cùng với cả mẹ và anh trai đi thăm và mọi người và đi du lịch. Còn với ngoài Bắc thì Jolie có rất là nhiều bạn bè và họ hàng, thì luôn luôn mình dành thời gian cho gia đình nhiều hơn là cho bạn bè khi ở Tết. Nhân tiện nhắc một chút tới hội bạn thân Showbiz chỗ đây của bạn, thì chúng tôi muốn biết rõ hơn về cái cơ duyên nào mà khiến cho mọi người tìm được gặp và chơi với nhau. Tất cả chơi với nhau chỉ là một cái duyên, và trước đây không ai nghĩ là mọi người sẽ chơi với nhau vì bất kỳ một cái gì cả, mà mọi người chỉ gặp nhau và cảm thấy là hợp tính hay là vui thì chơi cùng nhau, và không có một cái suy nghĩ gì về là phải giàu, phải đẹp hay là phải như thế này như thế kia thì mới chơi được với nhau. Còn Jolie thì bạn với mình thì bạn bè rất là nhiều, nhưng mà mình cũng rất là chọn lọc để chơi với bạn, tại vì mình hay kỹ tính về bản thân mình và bạn bè xung quanh mình. Và nhất là hội bạn thân thì Jolie sẽ chọn những ai mà luôn luôn đồng hành ở bên cạnh mình, ủng hộ mình từ xa thôi, chứ không cần phải bất cứ cái điều gì mà để làm nên một hội bạn thân. Cái hội bạn thân của Jolie nó khá nổi tiếng trong showbiz và được rất là nhiều người biết tới. Đến cái thời điểm mà nó bắt đầu có những cái ồn ào không hay ấy, thì nó lại tiếp tục dấy lên trong mạng xã hội rất là nhiều những cái lời đồn. Vậy thì mình có thể điểm lại một chút, đó là không biết là Jolie từ khi nào mà Jolie cảm thấy mình có những cái xích mích nhỏ hay là có vấn đề với lại đầu tiên là Kỳ Duyên hay là những cái thành viên khác trong hội của mình? Những cái xích mích đấy thì Jolie chỉ nghĩ là chỉ người trong cuộc mới hiểu được, vì trước đây Jolie cũng từng trả lời rất là nhiều rồi, vì mình không muốn nhắc lại những cái ồn ào mà chuyện đã qua hay là những gì thị phi, vì năm mới rồi nên mình để những cái điều cũ vào năm cũ thôi, và những chỉ mang cái gì may mắn vào năm mới. Còn những cái ồn ào thì Jolie nghĩ là đó là những cái câu chuyện riêng và mọi người cũng hay thắc mắc và hỏi, thì nó ảnh hưởng một chút xíu đến hội bạn thân, và mọi người cũng muốn riêng tư và một chút xíu cái gì đó giữ cho của mình riêng, chứ không muốn mọi người biết quá nhiều về nó. Nhưng mà rõ ràng thì chính những người trong cuộc đã đẩy câu chuyện này lên khá là xa khi mà bắt đầu có những bài phỏng vấn, bắt đầu có những câu chuyện được chia sẻ công khai trên mạng xã hội. Dù gì thì gì, Jolie cũng là kém tuổi hơn Duyên, và Jolie cũng là từng là một người em của mình, và mình cũng không muốn là nói qua nói lại về một cái câu chuyện như thế. Cái khoảng thời gian trước là đối với Duyên nó là một cái tin bạn rất là tốt đẹp. Và bây giờ kể cả nó không tốt đẹp đi chăng nữa thì mình đối với Duyên thì Duyên chỉ cất vào một góc thế thôi. Và mình không bao giờ mình đả động đến, không bao giờ mình nói đến cả. Duyên và Jolie không chơi với nhau nữa, nhưng mà Duyên chưa một lần nào lên truyền thông nói hay là thông báo mọi người là Duyên và Jolie không chơi với nhau nữa. Vì đối với Duyên, bạn bè nó là cái duyên. Và mặc dù Duyên thấy là Jolie có nói rất là nhiều, lên trên truyền thông nói rất là nhiều, nhưng mà Duyên cũng không có để ý những cái chuyện như thế. Và Duyên chỉ cảm thấy là cuộc sống của hai người bây giờ không có liên quan đến nhau nữa rồi. Một cái thắc mắc mà tôi muốn thắc mắc đó là tại sao các bạn có khoảng thời gian 2 năm bên nhau, các bạn có khoảng thời gian 2 năm để tìm hiểu, để chơi với nhau. Rõ ràng là các bạn khá là hiểu tính cách của nhau, mà các bạn không có một lần nào đó chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc như những người bạn thực sự để giải quyết vấn đề, mà chúng ta lại đẩy nó xa hơn một cách công khai đến mức mà chúng ta không thể nào mà cứu vãn nó được. Với Jolie thì tất cả mọi thứ đến với nhau thì là duyên thì đến, hết duyên thì đi. Mọi chuyện đều rất là nhanh, tại vì cái câu chuyện là về hội bạn thân thì mọi người chơi với nhau cũng được rất là lâu rồi và quá hiểu tính nhau. Còn những cái gì mà mình không giải quyết được thì Jolie nghĩ là mình nên để nó như vậy thôi. Mình cũng không muốn giải thích hay nhắc nhiều đến những cái câu chuyện đó, vì tất cả những gì trước đây là đều là những ký ức và kỷ niệm rất là đẹp, và cũng mọi người đồng hành cùng nhau cũng rất là lâu rồi, và chỉ muốn giữ lại những cái gì đẹp nhất thôi, không muốn những cái gì mà nó xấu hay là ám ảnh cái gì đó về hội bạn của mình ở trong đầu mình nữa. Mình chỉ muốn giữ những cái kỷ niệm đẹp nhất thôi. Vậy đối với Jolie, những kỷ niệm đẹp nhất về hội bạn thân này nó là gì?
Chúng tôi thấy rằng là trên mạng xã hội thì nó có các bạn có rất là nhiều những chuyến đi cùng nhau, những chuyến đi du lịch cùng nhau, những lần hội ngộ với nhau, thì không biết là Jolie có thể chia sẻ một chút về trước đây thì hội bạn thân của mình đi chơi như thế nào hay không, hoặc là tính cách của mỗi thành viên trong hội hay sao? Với Jolie thì Jolie xin phép không chia sẻ tính cách của từng người trong hội, vì mỗi người có một ý kiến riêng và cách nhìn riêng về hội bạn của mình. Nhưng với Jolie thì trước khi hội bạn thân có những thành viên khác gia nhập thì chỉ có Jolie và Kỳ Duyên là chơi thân với nhau đã từ rất lâu rồi. Thì lúc đó thì có rất là nhiều kỷ niệm đẹp, là hai chị em nhiều lúc chỉ đi ăn uống hay là đi chơi, chỉ là lúc mà Kỳ Duyên ở trong tận đáy của sự nghiệp thì mình luôn luôn ở bên cạnh chị. Vì mình cũng chỉ mong là chị ở bên cạnh mình những lúc thời gian và khoảng thời gian như vậy. Lúc mà chị không có ai ở bên cạnh, mình đã ở bên cạnh chị, thì mình cũng nghĩ là mọi người hiểu được là lúc đó mình rất quý cái tình bạn này. Và mình coi chị ấy như là chị gái ruột của mình. Và mình cảm thấy nó rất là buồn khi mình đã phải dừng những cái câu chuyện này ở đây và tình bạn này ở đây, vì không muốn nó quá ồn ào nữa vì nó ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Người ta nói rằng là nếu mà là một người bạn thân thực sự ấy, thì khi mà chúng ta có xích mích, chúng ta có hiềm khích thì sẽ rất là dễ dàng giải quyết, vì rõ ràng là chúng ta đã chọn nhau thì nó bạn giống như bạn nói, chúng ta có cái duyên, chúng ta có những điểm tương đồng trong tính cách ấy. Thì bạn có nghĩ rằng là mối quan hệ của bạn với Kỳ Duyên có thể cứu vãn được không? Với Jolie thì nó có thể cứu vãn nếu hai người như hai người trưởng thành ngồi xuống nói chuyện với nhau đàng hoàng là ai là người sai, ai là người đúng. Tại vì cả hai quá hiểu rõ ai là người đúng, người sai trong cái câu chuyện này. Cái câu chuyện nó không đi quá xa trước đây, vì câu chuyện nó chỉ là hai người đã quá bận rộn với cuộc sống bây giờ và không muốn quá ồn ào hay gì nữa, và chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp. Cả hai đều đang rất là bận rộn với sự nghiệp của mình, thì mọi người chỉ mong là câu chuyện nó chỉ đến thế thôi. Và không, Jolie cũng không ngờ là cái câu chuyện nó lại đi quá xa như vậy. Điều đó có nghĩa rằng là một trong hai bạn không muốn trưởng thành hay là không quá cố chấp? Có thể nói là cả hai chứ không phải bất kỳ ai. Jolie nghĩ ai cũng có những lúc bồng bột như thế, nhưng mà đây chỉ là tính cách của mỗi người thôi. Jolie không có thể nói được là tính cách của mỗi người, mỗi khác, không thể nói được nhiều hơn điều gì. Hai năm đó thì người ta nhắc nhiều, rất là nhiều tới việc hai bạn đồng hành cùng nhau rất nhiều những sự kiện, rất nhiều những chương trình. Có bao giờ bạn cảm thấy, bạn suy nghĩ rằng là bạn tiếc và bạn muốn mở lời để mà giải quyết vấn đề với Duyên? Trước đây Jolie có ý định mở lời và nói chuyện với chị Kỳ Duyên, và tại vì đây là một tình bạn mình rất là trân trọng. Từ lúc mình về Việt Nam, mình đã không có gia đình ở bên cạnh, và mình luôn trân trọng tình bạn này như một người trong gia đình của mình. Và lúc đó thì có rất là nhiều câu chuyện trái chiều, nhưng mà mình vẫn không quan tâm, mình bỏ qua hết, và mình luôn luôn ở bên cạnh chị và chị cũng luôn ở bên cạnh mình. Thì mình nghĩ là nếu có thời gian mình nên nói chuyện lại với chị và cả hai cùng giải quyết với câu chuyện này như hai người trưởng thành. Có người nói rằng là việc Kỳ Duyên và bạn nghỉ chơi thì ảnh hưởng luôn tới mối quan hệ của bạn với là tất cả những thành viên còn lại. Điều này có đúng hay không? Có phải là bạn đang bị những người khác, những người bạn trong nhóm của mình cô lập luôn? Câu chuyện này không có thật, tại vì đây là những hai cái luồng trái chiều từ dư luận. Tại vì khi lên báo mọi người nói những cái câu chuyện như vậy, mọi người luôn luôn nghĩ là ok, nếu một người nghỉ chơi thì cả nhóm sẽ nghỉ chơi với mình, nhưng mà không phải vậy. Mà đây tất cả chỉ là theo mọi người suy nghĩ, vì mỗi người có một cái cách nghĩ khác nhau. Trong cái câu chuyện này thì ai đúng ai sai tất cả mọi người trong nhóm đều hiểu được. Còn dư luận thì luôn luôn có hai chiều dư luận khác nhau, người đúng và người sai. Mọi người không nên suy nghĩ theo cách tiêu cực như vậy. Bạn có cảm thấy buồn hay không khi mà tất cả các thành viên khác họ vẫn có thể cùng nhau gặp mặt, cùng nhau chơi lại với nhau? Chẳng hạn như là tôi thấy rõ là mới đây trong cái buổi tất niên của nhóm ấy thì có đầy đủ tất cả các thành viên, chỉ là thiếu Jolie thôi. Thì bạn có cảm thấy buồn về điều đó? Nhiều lúc Jolie cũng cảm thấy buồn, nhưng mà gần đây Jolie cũng rất là bận rộn và chuẩn bị cho gia đình của mình. Thì
tất cả mọi người cũng ai rồi lớn lên cũng có cuộc sống riêng, ai cũng phải chăm sóc cho gia đình của mình và chuẩn bị một cái cuộc sống riêng của mình. Không phải lúc nào mình cũng có thời gian mình luôn luôn ở bên cạnh bạn bè của mình 24/7 được, tại vì nó tốn rất là nhiều thời gian của mình. Vậy với Jolie là một người, với Jolie thì rõ ràng với Jolie thì tình bạn hay là bạn đặt tình bạn ở nó một ở một vị trí nào trong cuộc sống ấy, so với lại tất cả những thứ bạn đang có chẳng hạn như gia đình, sự nghiệp hoặc là chẳng hạn là tình yêu nữa, thì giá trị của tình bạn nó nằm ở cái mức nào? Trước đây thì tình bạn sẽ là cái gì nó rất là lớn lao với Jolie, tại vì khi về Việt Nam mình không có ai ở bên cạnh, không có gia đình, không có người thân, không có ai đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian mà mình phải tự lập mà sống ở đây một mình, thì tình bạn là một cái gì rất là lớn lao. Khi mình cảm thấy là tình bạn có thể thay cả gia đình của mình khi ở Việt Nam, nhưng bây giờ thì Jolie cảm thấy là mình nên tập trung vào sự nghiệp của mình nhiều hơn thay vì thời gian cho bản thân. Vì bây giờ một cô gái 22 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, không thể làm những cái điều mà trước đây mình làm được bồng bột quá, không thể ham chơi hay không thể làm những cái gì mà đi du lịch mãi hay là đi chơi mãi hay là chụp ảnh rồi up lên mạng xã hội hay gì đó. Trước đây cuộc sống của Jolie thì mọi người sẽ nhìn vào thì sẽ nghĩ chỉ là một cô hoa hậu rich kid, thì là mọi người nghĩ là có tiền rồi thì làm gì cũng được, đâu cần phải xây dựng sự nghiệp hay gì, nhưng mà đấy là sai. Ai rồi cũng phải trưởng thành, rồi ai cũng phải lớn lên và xây dựng sự nghiệp riêng của mình. Có thể hiểu rằng là những ngày đầu bạn trở về Việt Nam, bạn chưa có bạn thì bạn cần bạn. Còn đến thời điểm hiện tại thì khi mà bạn đã có một cái sự nghiệp tương đối ổn, bạn đã có những mối quan hệ khác, thì việc bạn có hay mất đi một người bạn nó không còn quan trọng nữa. Với mình thì tình bạn là một điều rất là cao cả, nó không phải như thế là, nó không phải là món đồ hay là một đồ vật gì mà mình có cũng được mà không có cũng được, mà tại vì đó là tình cảm và thời gian, mình dành thời gian cho nhau, luôn ủng hộ với nhau. Và mình có những người bạn là trước đây mình về Việt Nam cùng một hộ bản thân, trước đây họ không ở trong showbiz, họ ở ngoài thôi, họ cũng chơi cùng Jolie, họ cũng chơi cùng chị Kỳ Duyên và luôn luôn vẫn đồng hành cùng với Jolie, tại vì họ luôn luôn âm thầm từ xa theo dõi tất cả những hoạt động và những gì mình làm, và họ cảm thấy là mình là một người rất cố gắng và chăm chỉ, họ luôn đồng hành cùng. Và không phải là mình cứ phải chụp ảnh khoe về tình bạn của mình trên mạng xã hội, tại vì những cái đó mình có thể giấu kín đi vì chỉ có bản thân mình mới biết được thôi. Bạn có nghĩ rằng là việc mình có xích mích với lại một người hoặc một nhóm người nào đó thì sẽ khó khăn cho việc sau này mình có được những người bạn mới chân thành và những người sẵn sàng chia sẻ với mình trong cuộc sống không? Với Jolie thì không, tại vì nếu ai hiểu được tính của mình hay là chơi với mình thì sẽ hiểu được tính cách của mình, của Jolie như thế nào. Tại vì không phải bản thân mình chơi với ai vì bất kỳ một cái điều gì mình cần ở người ta, mà là chỉ vì là tình bạn, mình hợp tính với nhau, mình cùng sở thích với nhau, ví dụ vậy, đó là một tình bạn thôi. Nhưng mà nói rằng là để chơi với Jolie, để chơi với lại hội bạn của Jolie thì cần phải có tiền, cần phải có sự ngang xứng về đẳng cấp. Bạn nghĩ sao về điều này? Jolie nghĩ mọi người đang nghĩ theo một cái góc khác của cái tình bạn này. Tại vì tình bạn của hội bạn thân không có phải như vậy. Họ chỉ mọi người chỉ thích chơi với nhau tại vì hợp tính với nhau, cùng sở thích, cùng gu mua sắm hay là sở thích ăn uống hay gì đó, chứ không hề có là phải cứ có tiền, phải giàu hay sang hay là có những đồ hiệu thì mới được chơi với nhau. Cái đó thì nó đi hơi xa, mọi người đang nghĩ theo một cái góc không tích cực lắm. Hội bạn thân đã không còn thân, điều này nó có ảnh hưởng gì đến với cuộc sống hiện tại của Jolie không? Với Jolie thì cuộc sống của Jolie vẫn vậy thôi, và Jolie vẫn tiếp tục tập trung vào công việc và sự nghiệp của mình. Tại vì cũng như Jolie đã nói, 22 tuổi rồi, không cần trẻ con như trước nữa, và đã không còn phải là một người con gái sống một mình mà phải chịu tất cả những cái gì trước đây, thì Jolie nghĩ là nên trưởng thành hơn và tập trung vào sự nghiệp thay vì dong chơi mãi. Ngoài câu chuyện về Kỳ Duyên thì mới đây còn có một câu chuyện về việc mà bạn ấp vỡ về một người hoa hậu, một bạn thân hoa hậu khác giận người yêu của bạn, thì vô tình trong nhóm của bạn thì hậu Lam Cúc có lên tiếng. Thì đến thời điểm hiện tại bạn có thể khẳng định một điều nào đó là có phải là Lam Cúc hay không, hay là một ai khác, để cái câu chuyện chúng ta nó sẽ tránh hiểu lầm hay không? Trước đây Jolie có mention là một người đã giật
người yêu của mình, nhưng mà mình không hề đích danh chỉ danh người đó ra, tại vì mình không muốn ồn ào, mà nó chỉ là một câu chuyện báo chí chia sẻ từ những câu chuyện trước đây đã rất lâu rồi chia sẻ lại, chứ không phải là đã từ câu chuyện từ rất lâu mà Jolie muốn chia sẻ lại gần đây. Tại vì mình không muốn quá ồn ào trong cuộc sống của thị phi của mình, vì mình không muốn mọi người nhìn theo cái hướng tiêu cực như vậy. Mình chỉ muốn mọi người nhìn vào những cái điều đẹp đẽ và sự nghiệp hay là những cái hoạt động thiện nguyện của Jolie gần đây. Còn với người mình đã nói trước đây thì mình không muốn nhắc danh của chị ấy ra, nhưng mà mình nghĩ là người trong cuộc ai cũng sẽ hiểu được và thời gian sẽ nói lên tất cả mọi thứ. Nhưng mà vô tình thì điều này cũng khiến cho mối quan hệ của bạn và họ Lam Cúc đột nhiên nó có vấn đề. Bạn nghĩ sao? Trong khi đó thì tất cả những người bạn trong nhóm của bạn thì đang đồng loạt bênh vực họ Lam Cúc. Tại vì giống như Jolie đã nói, trên mạng xã hội luôn luôn có hai luồng thông tin là đúng và sai, và nhiều những thông tin không phải là đúng, mọi người cũng nghĩ là đúng. Tại vì trước mắt mọi người nhìn được những cái gì chưa chắc đã phải là thật, tại vì mọi người nên nghĩ theo hướng tích cực hơn và nên suy nghĩ kỹ lại hơn, vì người trong cuộc sẽ tất cả sẽ hiểu được, và có những người bạn xung quanh Jolie đã chứng kiến cái câu chuyện này và mọi người đều hiểu được và hiểu được tâm trạng của Jolie như thế nào. Bạn có ngại va chạm hay không? Tại vì gần như nhóm bạn của bạn thì đều là những người hoạt động nghệ thuật và sẽ dễ dàng có sự va chạm bất cứ đâu, trong những dự án nào đó, trong những cái event nào đó, hoặc thậm chí là có một ngày nào đó các bạn sẽ phải đóng chung một bộ phim hoặc là tham gia chung một show diễn chẳng hạn. Thì Jolie có ngại điều đó? Jolie không ngại, tại vì trước đây tất cả những gì mình cống hiến cho sự nghiệp của mình thì mình không ngại về bất kỳ một cái điều gì cả. Tại vì công việc là công việc và chơi ra chơi, mình luôn tách riêng biệt hai cái điều đó ra. Tiếp theo thì sau cái việc mà Hoa hậu Lam Cúc đăng đàn trên Facebook thì nhắc nhở bạn đó, thì lại có những cái tin đồn không hay về Jolie, chẳng hạn như là việc cô ấy không phải là một rich kid, hoặc là những cái tin đồn về đời tư chẳng hạn. Thì nhân đây thì Jolie có thể chia sẻ một chút về cái thay từ rich kid mà mọi người xưa nay vẫn dành cho bạn hay không? Đối với Jolie thì cái từ danh xưng rich kid này hơi xa xỉ quá, tại vì nó làm đi lu mờ tất cả những cái hoạt động nghệ thuật hay là những cái gì mà mình đã cống hiến cho sự nghiệp của mình trước giờ. Vì mình đã cố gắng rất là nhiều trước đây, và nó là mỗi ngày thức dậy thì mình sẽ phải nghe cái câu chuyện là hoa hậu rich kid thế này, hoa hậu rich kid thế kia. Thì nó chỉ là được chứng minh qua một tờ báo rất là danh tiếng, The Business Insider ở bên Anh và châu Âu. Họ đã tìm hiểu rất kỹ về những người này trước khi họ đăng những cái thông tin này lên báo quốc tế. Và Jolie cũng nghĩ là danh xưng rich kid trước giờ thì chỉ là một cái danh xưng thôi, mình không nghĩ nó là một cái điều có thật hay là lớn lao, thì mình cũng để kệ thôi. Và từ đó trở đi mọi người đã gọi Jolie là hoa hậu rich kid, thì nó làm tất cả những cái hoạt động hay là những cái gì mà mình đã cố gắng nó bị lu mờ, và nó làm cho mình cảm thấy khó khăn và mệt mỏi hơn. Vì ngày nào mình cũng phải ngủ có 3-4 tiếng để đi làm, đi quay, đi chụp từ sáng đến tối, mà chỉ vì một cái danh xưng rich kid, mình cảm thấy nó rất là bình thường, nhưng mà nó lại làm cho mình có một cái ác cảm với mọi người, và nó không được thân thiện lắm so với khán giả. Nhưng bạn nghĩ từ này nó có hợp với bạn hay không? Bởi vì sau khi từ khi bạn trở về Việt Nam thì những cái thông tin về cuộc sống, về đời tư của bạn nó cũng là khá ít ỏi. Và nếu thực sự nó không phải vậy thì tại sao trong suốt gần 2 năm qua, 3 năm qua thì bạn không có một lần nào lên tiếng đính chính về cái từ này? Với danh xưng đó thì mình cũng thấy là một phần đúng và một phần không đúng. Đúng thì là ok, mình cũng là trong cái hội đó, nhưng mà mình không tham gia tất cả các hoạt động của hội đó, tại vì nó là một cái hơi về đời tư. So với Jolie thì mình kín tiếng về đời tư, là mình muốn mọi người tập trung về hoạt động sự nghiệp của mình thay vì đời tư ồn ào hay là gì đó. Thì còn về phần không đúng thì Jolie nghĩ trước đây danh xưng đó chỉ là một cái danh xưng rất là nhỏ, giống như các bạn trên mạng xã hội hay có những cái nickname khác nhau, với Jolie cũng chỉ vậy thôi. Còn bây giờ thì khi mình lớn lên rồi, mình trưởng thành hơn, một cô gái 22 tuổi rồi, bây giờ thì không muốn dùng cái danh xưng đó, mình muốn dùng cái danh xưng chính tên là của Jolie Nguyễn thôi, không muốn bất kỳ cái name nào nữa. Vậy thì trong thời gian tới khi mà mọi người sử dụng cái từ risk kick cho bạn thì
bạn có sẵn sàng nói rằng là thôi các bạn đừng có dùng cái từ đấy với tôi nữa, hãy để tôi được chứng minh bản thân mình bằng khả năng của mình không? Và từ trước đây cái dự định mà bạn định làm để mà thay đổi cái danh xưng mà mọi người đang dùng với mình đó là gì? Từ nửa năm trước đây Jolie đã cảm thấy mệt mỏi là cái danh xưng này nó đi quá xa, nó ảnh hưởng đến gia đình mình và bản thân mình. Gia đình mình cũng không thích một cái danh xưng mà nó không phải là cái gì mà mình cố gắng để có được. Tại vì gia đình bản thân Jolie muốn những cái gì mà mình tự làm lên, tự thân làm lên và tự tạo ra cho sự nghiệp của mình, đó là những cái danh xưng mà gia đình mình muốn mình hướng tới và mình cống hiến cho sự nghiệp, chứ không muốn một cái danh xưng như vậy. Còn sau này thì Jolie nghĩ là Jolie xin nhường lại cái danh xưng đó cho một bạn nào trẻ hơn, giỏi hơn và thực sự là thích cái danh xưng đó thay vì Jolie. Trong một bài phỏng vấn mà trước đây thì Jolie có nói rằng là khi mà để thuyết phục bố mẹ cho Jolie về Việt Nam hoạt động nghệ thuật rất là khó khăn. Và ngay cả mẹ bạn đã từng nói với bạn rằng là nếu Jolie dính bất cứ scandal nào hoặc là dính bất cứ những cái ổn nào nó không hay thì ngay lập tức mẹ bạn sẽ gọi bạn ngay trở về Úc để mà tiếp tục hoạt động kinh doanh với gia đình. Vậy thì trước những cái ồn ào gần đây thì không biết là phản ứng của gia đình bạn như thế nào? Đó là cái câu chuyện trước đây và đến tận bây giờ mẹ mình vẫn không bỏ qua, mẹ mình nhớ rất là dai. Tại mình cũng nghĩ là mẹ sẽ quên cái câu chuyện đó, nhưng mà đó là một lời hứa. Mẹ đã nói là con đã hứa rồi thì con phải làm. Con đã trưởng thành rồi, con nói rồi con phải làm. Gần đây thì mình nhận được rất là nhiều cuộc gọi từ gia đình và muốn là Jolie bay về Úc chứ không muốn ở Việt Nam nữa vì nó quá ồn ào so với cuộc sống của Jolie. Trước đây mình sống ở bên Úc thì mình nghĩ là mình thích cái cuộc sống bình yên hơn thay vì những cái drama và ồn ào thị phi ở trong showbiz Việt. Còn mẹ mình thì mình đã chứng tỏ được 3 năm gần đây đã chứng tỏ được hết cho mẹ thấy được cái khả năng và những gì mình cống hiến và đang làm là đúng ở trong sự nghiệp của mình. Nhưng gần đây chỉ là những cái luồng thông tin không đúng về bản thân mình làm ảnh hưởng đến gia đình mình và mình trên mạng xã hội. Cũng có rất là nhiều account giả vào đe dọa và nói những điều không hay về mình hay là gia đình mình thì mình cũng bỏ qua tại vì mình không muốn nó quá ồn ào và thị phi. Và Jolie cũng sắp chuẩn bị về thăm gia đình ở bên Úc vào một thời gian và đã chứng tỏ cho mẹ mình là cho mình một năm nữa để mình hoạt động nghệ thuật và chứng tỏ cho mẹ thấy là mình có thể làm được. 2 năm, gần 3 năm hoạt động showbiz Việt thì bạn đã cảm thấy được cái sức ép và những cái thị phi ở làng giải trí Việt Nam hay chưa? 3 năm là một thời gian rất là dài với một cô gái 18 tuổi tự về Việt Nam, tự hoạt động nghệ thuật, tự làm hết tất cả mọi thứ thì nó là một thứ rất là lớn lao. Tại vì ở bên Úc, Jolie không hề nghĩ là cái cuộc sống ở trong showbiz nó sẽ khác như vậy. Tại vì có những cái rất là vui, có những cái mình rất là đam mê và mình rất là muốn làm. Nhưng mà có những cái điều sai thông tin từ dư luận, nó làm rào cản cho mình trong sự nghiệp của mình. Còn trải qua thì Jolie nghĩ là mình đã trải qua khá là nhiều. Trong những năm tới thì mình sẽ khuyên là chỉ tập trung vào sự nghiệp của mình thôi. Song song với lại việc những ồn ào đó thì rõ ràng là cái tên của Jolie được nhắc đến nhiều hơn cả. Và người ta nói rằng là bạn đang bám víu vào những người bạn của mình như là Kỳ Duyên chẳng hạn, một cô họ rất là nổi tiếng để mà đánh bóng cho cái tên tuổi của mình để mà cái tên Jolie nó phủ sóng nhiều hơn. Jolie nghĩ là danh xưng Rich Kid đã là một rào cản rất là lớn với Jolie rồi. Jolie không muốn cái rào cản này nó lớn hơn nữa khi mình tham gia rất là nhiều hoạt động thiện nguyện, tất cả các cái chương trình trên mạng xã hội hay là những cái chương trình mình tham gia trước đây nó bị lu mờ bởi cái hội bạn thân hay là bởi những cái câu chuyện drama gần đây, thì mình không nghĩ đó là một cái điều mà nó hơi nực cười khi mình dùng tên tuổi của mình bám vào hội bạn thân chỉ để PR hay là gì. Tại vì mình đang cố gắng chứng tỏ về sự nghiệp của mình chứ không phải về những cái drama và đời tư chuyện riêng của mình trên mạng xã hội. Chia tay hội bạn thân showbiz thì bạn đã có cho mình những người bạn mới hay chưa? Và bạn có ý định là mình sẽ có một hội bạn thân showbiz mới là những nghệ sĩ khác hay không? Jolie nghĩ là mình có những cái hội bạn trước đây của mình thì mình vẫn tiếp tục chơi với những hội bạn trước đây của mình và mình không muốn tìm hiểu hay tìm bạn mới. Tại vì tất cả mọi thứ đến với mình là một cái duyên, mình không muốn tìm đến bất kỳ một ai vì một cái gì.
và mình vẫn chơi với hội bạn của mình là những người bạn ở bên Úc là 6 năm trước đây đến bây giờ vẫn chơi với nhau, và những người bạn mà 3 năm trước đây chơi với Jolie bây giờ vẫn còn chơi với nhau. Chỉ là mình không post ảnh hay chia sẻ những cái câu chuyện đó vì họ không hoạt động trong showbiz nên là mình không chia sẻ những cái câu chuyện đó trên mạng xã hội. Gần đây thì thấy bạn cũng khá là thân với lại Lan Khuê, thì không biết là cái mối quan hệ của bạn và chị Khuê như thế nào? Mình xin phép không chia sẻ nhiều về những cái câu chuyện đó, tại vì đó là những cái câu chuyện đời tư ở ngoài, vì mình chơi rất là thân với cả vợ chồng anh chị, tại vì mình muốn giống như câu chuyện hội bạn thân showbiz trước đây thì mình muốn tất cả chỉ giữ trong lòng thôi, hoặc là giữ lòng của riêng mình, không chia sẻ lên mạng xã hội, vì luôn luôn mạng xã hội có hai thông tin trái chiều nó ảnh hưởng đến cái tình bạn của mọi người. Có phải là tình bạn vừa rồi tan vỡ khiến cho bạn dè chừng hơn mọi thứ, kể cả việc kết bạn và kể cả việc mà mình chia sẻ những mối quan hệ của mình với mọi người xung quanh? Jolie nghĩ là sau câu chuyện đó thì mình khá dè chừng và kỹ tính hơn, chọn lọc bạn, hay là mình tập trung vào cái gì đó mà mình không chia sẻ quá nhiều trên mạng xã hội, vì bây giờ mạng xã hội có một ảnh hưởng rất là lớn trên mạng, nhưng mà nó là những cái thông tin trái chiều làm ảnh hưởng đến tình bạn của mọi người. Và giống như những cái hội bạn của Jolie trước đây thì nếu không những cái tình bạn mà mình không chia sẻ lên thì vẫn chơi với nhau và vẫn đồng hành cùng nhau rất nhiều năm. Một trong những câu chuyện mà Jolie chia sẻ thì nó khá giống với lại câu chuyện trong phim Tình Yêu Không Có Lỗi, Có Lỗi Là Bản Thân. Tức là việc mà một cái bạn của mình giành giật người đàn ông của mình. Điều đó có khiến Jolie dè chừng hơn trong những mối quan hệ với lại các bạn nữ sau này hay không, để mà mình cảnh giác hơn, mình giữ người yêu mình kỹ hơn? Với Jolie thì cái câu chuyện này hình như là ai cũng phải từng trải qua một lần trong đời. Thì Jolie chỉ nghĩ nó là một cái trải nghiệm, một cái gì đó trong đời mình phải nên suy nghĩ kỹ về và chọn lọc về người yêu hơn. Tại vì bây giờ mình đã trưởng thành hơn rồi thì mình nên cảnh giác hơn một chút xíu. Và mình không muốn những cái câu chuyện như vậy xảy ra nữa, và cũng không muốn chia sẻ nhiều hơn về những cái câu chuyện như vậy nữa. Mong là như vậy. Khép lại câu chuyện về hội bạn thân thì chúng tôi muốn biết rằng là trong năm 2019, năm mới này, thì bản thân Jolie có những cái kế hoạch gì, có những cái dự định gì để thứ nhất rằng là mình dẹp bỏ những cái ồn ào mà cuối năm vừa rồi mình đã phải dính lấy. Thứ hai là để chứng minh cho mọi người thấy rằng là không cần cái danh xưng risky, bản thân tôi cũng có thể tỏa sáng được trong cái showbiz này. Với Jolie thì năm 2019 là một năm Jolie sẽ chứng tỏ bản thân của mình với rất nhiều dự án thiện nguyện, hay là với một vai trò mới, đó không phải là một hoa hậu nữa, đấy là một vai trò diễn viên. Mình đang trau dồi kỹ năng của bản thân mình để tự chứng minh được là mình có thể làm được tất cả những thứ này mà không cần cái danh xưng rich kid nó làm rào cản đi cái sự nghiệp của mình.